lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui chơi. Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net. Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 9, dương lịch 2018, tức mùng 5 tháng 8, âm lịch Mậu Tuất. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về Việt Nam đàn áp những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, không những đối với người Việt trong nước, mà ngay cả những gương mặt quốc tế cũng không thể qua lọt con mắt của Công an Hà Nội phục vụ chính sách công an trì cố hữu đàn áp nhân quyền. Hôm Chủ nhật 9 tháng 9 vừa qua, bà Debbie Stoddard, Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, được mời đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhưng bà đã bị trần bắt tại phi trường Nội Bài và cao lưu trong vòng 15 tiếng đồng hồ rồi trục xuất khỏi Việt Nam. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là tổ chức nhân quyền lớn nhất của nước Pháp, có nhiều uy thế quốc tế và tại Liên Hiệp Quốc, ra đời từ những năm 20 thế kỷ trước. Từng vinh vực phá án tử hình cho cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là thành viên. Xin mời quý khán giả nghe đài VOA Hoa Kỳ tường thuật. Lãnh đạo nhân quyền bị Việt Nam trục xuất lên tiếng. Sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, bà Debbie Stoddard cho VOA tiếng Việt biết rằng bà đã bị giữ qua đêm trong một phòng tại sân bay Nội Bài và không được phép tiếp cận luật sư. Tuy nhiên, Tổng Thư ký của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền nói rằng bà được đối xử tốt hơn nhiều nếu so với các tin tức bà từng đọc về những gì các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam phải trải qua. Bà Stoddard cho hay rằng bà được mời tới tham dự và phát biểu tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, WEF. Until that point, I had no idea there would be a problem. Bà nói rằng bà không nghĩ mình lại gặp vấn đề gì vì trước đây bà từng tới Việt Nam và phát biểu tại các diễn đàn. Đây là lần đầu tiên bà bị chặn. Bà nói thật là điều mỉa mai vì bà từng đến phát biểu tại các hội thảo về nhân quyền nhưng lại không gặp rắc rối nào. Nhưng khi bà tới tham dự hội nghị về kinh tế thì bà lại gặp trở ngại. Quan chức nhân quyền quốc tế người Malaysia nói với VOA Việt ngữ hôm 11 tháng 9 rằng bà tính nói tới vấn đề hạn chế không gian mạng cho xã hội dân sự và lý do vì sao việc tôn trọng các quyền căn bản của con người ở tất cả các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là quan trọng cho phát triển kinh tế một cách bền vững. Bức ảnh bà Stoddard chụp biên bản chưa cho nhập cảnh chiều ngày 9 tháng 9 cho thấy bà thuộc diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định tại Điều 21. Văn bản này không nói cụ thể thêm về nguyên nhân, nhưng luật xuất nhập cảnh của Việt Nam có một khoản liên quan tới lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sau bà Stoddard, nữ phát ngôn viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Fon Maturus xác nhận rằng Việt Nam đã từ chối không cấp visa cho một lãnh đạo nhân quyền quốc tế khác, ông Mina Pimple, giám đốc cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Việt Nam tới ngày 12 tháng 9 vẫn chưa lên tiếng về vụ cấm nhập cảnh đối với các lãnh đạo của hai tổ chức nhân quyền quốc tế. Hà Nội tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN kéo dài từ ngày 11 tới 13 tháng 9 với sự tham gia của hơn 1.000 người. Khi được hỏi về một thông điệp tới các nhà lãnh đạo tham dự sự kiện ở Hà Nội, bà Stoddard nói:
community and human rights community requires rule of law. Nhà lãnh đạo về nhân quyền nói rằng họ nên hiểu rằng cả cộng đồng doanh nhân cũng như nhân quyền cũng cần pháp quyền, môi trường không có tham nhũng cũng như quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin nhằm đạt được sân chơi bình đẳng cho cả việc phát triển kinh doanh lẫn chính trị. Bà nói thêm rằng xét về nhiều khía cạnh, cộng đồng doanh nhân lẫn nhân quyền có lợi ích chung và nếu Việt Nam kêu gọi đầu tư, họ cũng phải hiểu rằng cũng có các tiêu chuẩn họ cần phải tuân thủ. Trường Việt Nam cấm đoán các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế không là trường mới. Năm 2010, Hà Nội đã cấm đoán bà Isabel Brache, giám đốc vụ Á Châu của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, nhập cảnh dù bà được mời tham gia hội nghị ASEAN tại Hà Nội và được Sứ quán Việt Nam tại Paris cấp chiếu kháng. Cũng trong năm 2010 này, Hà Nội đã gây áp lực Bộ Ngoại giao Thái Lan ngăn cấm không cho Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ông Võ Văn Ái và Ý Lan, Phó Chủ tịch vào Bangkok mở cuộc họp báo chuẩn bị từ một tháng trước tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc tế để công bố bản phúc trình mới về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Xin mời quý chị nhà nghe các đài Á Châu Tự Do, VOA và BBC phỏng vấn ông Võ Văn Ái về sự kiện này. Thưa quý thính giả, hôm nay 13 tháng 9, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền dự định tổ chức họp báo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Nơi tổ chức là Câu lạc bộ Báo chí Quốc tế của Thái Lan tại Bangkok, nhưng tin tức cho biết cuộc họp báo phải hủy bỏ. Lý do thế nào? Ban Việt ngữ chúng tôi phỏng vấn ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Cuộc phỏng vấn do Hoa Diễm thực hiện. Dạ, xin chào ông Võ Văn Ái ạ. Xin ông có thể nào tóm tắt sơ về chuyện gì để xảy ra mà dẫn đến việc chính phủ Thái không cho phép ông vào Thái Lan không ạ? Dạ thưa khi chúng tôi đã dự định từ một tháng qua là bởi vì Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền cũng như tổ chức của chúng tôi thành viên là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có ra một cái báo cáo mới về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam dưới cái tựa đề là từ viễn mơ tới thực tế, thì chúng tôi có dự tính là sẽ tung ra tại Bangkok bởi vì sắp tới đây thì sẽ có một cái thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội và trước đó thì cũng có một cái thượng đỉnh dân sự. Thành ra vì vậy để chuẩn bị cái việc đó, chúng tôi muốn trình bày cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng mà không ngờ rằng cái Câu lạc bộ Báo chí Quốc tế tại Thái Lan đã bị Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết phải hủy bỏ cái cuộc họp báo đó. Thì bên phía câu lạc bộ hỏi với cái nguyên cớ nào thì Bộ Ngoại giao Thái Lan đã trả lời bằng thư nói rằng Hà Nội đã yêu cầu cấm cái cuộc họp báo đó. Riêng bản thân tôi thì đã xin chiếu kháng để đi sang Thái Lan vào ngày mai để chủ trì cái cuộc họp báo đó. Trước khi lên đường thì Sứ quán của Thái Lan đã điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi đừng có sang Thái Lan. Thì tôi nói là tôi đã có cái chiếu kháng của các vị cho rồi thì tại sao không được. Thì họ nói rằng dù rằng chúng tôi đã cho chiếu kháng nhưng mà nếu ông tới phi trường Bangkok thì cũng sẽ bị chặn lại và không có cho nhập cảnh. Tôi có hỏi là lý do gì thì họ bảo là bởi vì nhà cầm quyền Hà Nội yêu cầu như vậy. Thì vì vậy chúng tôi đã cử vị phó chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đi thay tôi để chủ trì cuộc họp báo ngày mai tại Bangkok, đó là bà Penelope Faulkner. Nhưng mà sáng nay khi ra phi trường thì cũng bị cái hãng máy bay cho biết rằng theo lệnh của chính quyền Thái Lan thì không cho phép đáp máy bay đi Bangkok. Thì tôi thấy cái điều rõ ràng là chẳng những ở Việt Nam như ai cũng biết không có tự do ngôn luận. Nhưng mà bây giờ đây thì cái sự bóp xiết của tự do ngôn luận không chỉ riêng tại đất nước Việt Nam mà nó còn lan qua tới quốc tế, đặc biệt tại các nước láng giềng ở Thái Lan. Thưa ông, trong cái bản tường trình cái thông cáo này đó thì là ông đã có những cái tin tức gì mà ông muốn truyền đạt ra cho thế giới ạ? Thì sự thực ra đó cái điều có thể nói là rất mâu thuẫn là bởi vì chúng tôi không có những cái sự kiện sai trái hay đặc điều trong cái bản báo cáo này. Bản báo cáo này chúng tôi căn cứ trên những cái luật pháp nhân quyền của Liên Hợp Quốc và đặc biệt là chúng tôi thu thập tất cả những cái tin tức từ báo chí của Việt Nam.
chứ không phải là chúng tôi tự đặt ra hay là chúng tôi lấy những cái báo chí của nước ngoài. Tất cả những cái nguồn tin này thì nó đều đến từ những cái thông tin của các báo chí ở trong nước. Thì và đặc biệt sau khi trình bày những cái tin tức thu thập đó thì chúng tôi đưa ra những cái khuyến thỉnh để cho nhà nước Việt Nam có thể cải thiện cái bộ mặt nhân quyền tại Việt Nam. Và nhất là năm nay Việt Nam là chủ tịch luân phiên của các hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Thì tôi nghĩ rằng trong cái cương vị đó, Việt Nam phải có bổn phận thăng tiến nhân quyền cũng như bảo vệ nhân quyền. Thì những cái sự kiện mà những cái bản báo cáo như vậy là những cái chuyện nó rất là thường tình, không có cái gì mà gọi là trái phép cả. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao Hà Nội đã có một cái thái độ chống lại như vậy, thì chứng tỏ rằng không thể nào có một cái sự đối thoại trao đổi về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam mà ở hải ngoại cũng không có thể làm được cái việc đó. Thì đây là cái điều chúng tôi rất là bức xúc. Vậy thì ông nghĩ là tại sao chính quyền Hà Nội lại có một cái sức mạnh như vậy đối với lại chính quyền Bangkok? Tôi nghĩ rằng là bởi vì chính quyền Việt Nam năm nay làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. Tất nhiên thì họ yêu cầu những cái nước ở trong ASEAN để mà cấm cản tất cả những cái tiếng nói nào nói lên cái sự thực về Việt Nam, đặc biệt là trên cái bình diện nhân quyền cũng như trên cái bình diện đàn áp tôn giáo. Thì đây là một cái điều nó đáng cho tất cả những người Việt trong cũng như ở nước từ suy nghĩ để thấy rằng cái chuyện nói lên tiếng nói của nhân quyền, ngưỡng vọng về nhân quyền và dân chủ là một cái điều có thể nói là quốc cấm. Đây là một cái điều có thể sẽ làm cho thế giới thấy rõ, bởi vì rất đông có nhiều những nhà báo cũng như các nơi nói rằng Việt Nam đã thay đổi nhiều lắm, có tiến bộ nhiều lắm, mà cái sự kiện cấm chúng tôi không được đến họp báo tại Thái Lan, cấm chúng tôi không được công khai trình bày cái bản báo cáo mới, thì đây là một cái điều cho người ta thấy rõ cái bộ mặt thực của vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Xin cảm ơn ông rất nhiều ạ. Dạ, xin cảm ơn cô và xin cảm ơn quý đài và xin kính chào quý vị thính giả tại Việt Nam. Liên quan đến việc Thái Lan không cấp thị thực nhập cảnh cho các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam. Tin Reuters ngày 13 tháng 9 cho biết, với áp lực của Việt Nam, chính phủ Thái Lan đã từ chối cấp visa nhập cảnh cho hai nhà hoạt động chính trị dự định tới Bangkok. Phát biểu tại một cuộc họp báo dự kiến sẽ diễn ra ngày hôm nay để công bố báo cáo nhân quyền Việt Nam do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tổ chức. Đại diện Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp, ông Võ Văn Ái phát biểu với đài VOA. Phải hiểu rằng đây là do cái áp lực của nhà cầm quyền Việt Nam đã áp lực với chính phủ Thái Lan để cấm chúng tôi. Thứ nhất là không được tổ chức cuộc họp báo tại Bangkok. Và thứ hai, mặc dù là Sứ quán Thái Lan đã cho tôi chiếu kháng nhập nội, nhưng mà đến phút cuối thì họ đã điện thoại yêu cầu tôi đừng đi, vì nếu không thì tới Bangkok cũng sẽ bị không cho vào. Chúng tôi đã cử người phó chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam là bà Penelope Faulkner thay tôi để đi đến chủ trì của họp báo. Thì khi ra phi trường Paris hôm Chủ nhật thì cũng bị hãng máy bay cho biết rằng chính quyền Thái Lan yêu cầu không cho bà lên máy bay đi. Trong cái việc này nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chính quyền Việt Nam đã quá sợ sự thực và không cho chúng tôi nói lên cái tiếng nói về tình trạng nhân quyền, đặc biệt là cái bản báo cáo mới có tên là Từ Viễn Mơ Tới Thực Tại Nhân quyền Việt Nam dưới cái quyền chủ tịch của ASEAN. Năm ngoái, ASEAN đã ra một cái cơ cấu mới là Ủy hội Liên Chính phủ về Nhân quyền, thì tại sao lại cấm đoán chúng tôi nói lên cái sự thực về nhân quyền? Và bản báo cáo này dựa vào cái luật pháp nhân quyền của Liên Hợp Quốc cộng với tất cả những cái gì đã được báo chí trong nước viết ra, đặc biệt là những cái kiến nghị gần đây của 30 mấy vị tướng lĩnh cao cấp của Đảng Cộng sản yêu cầu phải dân chủ hóa chế độ, yêu cầu phải nhân quyền hóa chế độ. Thế đây là những cái sự thực nó đã có ở Việt Nam. Chúng tôi chỉ khuyến thỉnh chính quyền Việt Nam phải thay đổi cái chính sách nhân quyền theo những cái ngưỡng vọng của quần chúng. Thì tại sao lại cấm đoán cái việc đó? Nhất là năm nay Việt Nam là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Đồng thời, Thái Lan lại là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cả hai cái cơ cấu nhân quyền mà lại cấm nhân quyền lên tiếng thì tôi cho đây là một cái điều có thể nó rất nghiêm trọng. Vâng, thưa ông, nhưng mà cái lý do nào, những cái yếu tố nào khiến cho ông nghĩ rằng cái quyết định của chính phủ Thái Lan là do cái áp lực từ phía chính phủ Việt Nam ạ? Sứ quán Thái Lan cho tôi chiếu kháng và chỉ có một hôm trước khi tôi lên đường thì Sứ quán Thái Lan điện thoại cho tôi và thông báo rằng ông đừng đi Thái Lan bởi vì cái yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
cũng như cái câu lạc bộ báo chí quốc tế tại Thái Lan là cái nơi mà sẽ tổ chức họp báo cũng bị Bộ Ngoại giao Thái Lan yêu cầu phải ngưng. Thì trong bức thư có nói rõ ràng rằng nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu không được tổ chức họp báo. Thì đây là cái điều nó đến từ chính quyền Việt Nam. Đại diện ban tổ chức cuộc họp báo cho biết, dù cuộc họp báo bị hủy, nhưng bản báo cáo nhân quyền Việt Nam vẫn được phổ biến theo đúng dữ liệu. Kể từ ngày hôm nay, bản báo cáo đó đã được lên trên hai cái trang nhà của quê mẹ và trang nhà của Liên đoàn Quốc tế. Thứ hai, chúng tôi đang bàn luận với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, có thể chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Paris hoặc là tại Geneva. Và một điều nữa là chúng tôi chuẩn bị cuộc họp báo này để mà dự liệu cái thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội sắp tới đây, đồng thời với cái thượng đỉnh của các tổ chức phi chính phủ, thì chúng tôi sẽ nhờ tất cả các bạn bè, các tổ chức phi chính phủ mang cái bản báo cáo này tới Hà Nội để phân phát cho tất cả các chính phủ và các phái đoàn. Đồng thời trong cái kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, tôi sẽ lên tiếng về vụ này và phổ biến cái bản báo cáo cho tất cả các phái đoàn chính phủ và phi chính phủ tại Geneva. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền cũng có trụ sở ở Pháp nói họ kinh ngạc trước việc chính quyền Bangkok cản trở các nỗ lực công bố một phúc trình hầu đưa ra những khuyến nghị yêu cầu Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền. Chủ tịch Liên đoàn Suhail Belhassan cho hay, điều này chứng tỏ một thực tế đáng sợ là không những không thể bàn về nhân quyền của Việt Nam trên đất nước Việt Nam, mà ngay cả tại các nước láng giềng với Việt Nam nữa. Hãng thông tấn AP trích thuật thông cáo đề ngày 12 tháng 9 của FCCT rằng họ cảm thấy đáng tiếc là chính phủ Thái đã áp lực họ kiểu này. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch tại New York, thì Thái Lan hiện là chủ tịch của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nên các tác giả và diễn giả của bản báo cáo nhan đề Từ viễn mơ đến thực tế, nhân quyền Việt Nam dưới quyền chủ tọa của ASEAN mới chọn nơi đây để tổ chức sự kiện này. Tuy nhiên, vẫn theo Human Rights Watch, thì phản ứng của giới chức chính quyền Bangkok đã bôi nhọ danh tiếng ấy. Quý vị đang nghe chương trình của BBC từ London. Thưa quý vị, lãnh đạo Tổ chức Đấu tranh cho Nhân quyền Việt Nam đặt tại Paris nói Hà Nội gây áp lực khiến họ không được nhập cảnh Thái Lan. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và bà Penelope Faulkner, Phó Chủ tịch tổ chức này, đã không thể tới Bangkok để thực hiện một cuộc họp báo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam vào hôm nay theo như dự kiến. Từ Paris, ông Võ Văn Ái cho đài BBC biết. Thực ra thì chúng tôi đã chuẩn bị từ một tháng trước rồi trong cái câu lạc bộ báo chí của Bangkok để cho chúng tôi được trình bày cái bản báo cáo mới về vấn đề Việt Nam có tên là Từ viễn mơ đến thực tế nhân quyền Việt Nam dưới cái sự chủ tọa của nhà nước Việt Nam trong cái Hiệp hội các quốc gia Đông Á ASEAN. Thì trước khi chúng tôi lên đường vào cuối tuần vừa rồi đó thì mặc dù tôi đã có xin chiếu khán nhập nội của Thái Lan, nhưng mà trước khi lên đường thì sứ quán điện thoại lại bảo rằng là khuyên chúng tôi không nên đi. Thì tôi có bảo rằng chúng tôi đã có visa rồi thì sao vì sao không đi, thì họ cho biết rằng là nhà cầm quyền Việt Nam đã áp lực để không cho tôi vào Thái Lan. Thưa là chính đại sứ quán người ta nói rằng là Hà Nội gây áp lực không cho các ông đi ạ? Dạ thưa đúng như vậy, bởi vì có ba cái nguồn tin chính xác về cái này. Thứ nhất là vì chúng tôi, sứ quán Thái Lan bảo rằng là áp lực của Hà Nội và không, nếu tôi vẫn cứ đi thì sẽ bị chặn lại tại Bangkok. Sau đó thì chúng tôi có nhờ cái vị phó chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là bà Penelope Faulkner đi thay chúng tôi cho cái cuộc họp báo hôm nay tại Bangkok. Thì khi bà ra phi trường tại Charles de Gaulle thì cái hãng máy bay cũng cho biết rằng là có lệnh từ Thái Lan không cho phép bà nhập vào Thái Lan. Và một cái thứ ba nữa là cái câu lạc bộ báo chí quốc tế tại Thái Lan đã tổ chức cho chúng tôi đó, thứ năm vừa qua đã nhận được một cái điện thoại của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết để yêu cầu hủy bỏ cái cuộc họp báo này. Thì cái câu lạc bộ này yêu cầu phải có thư chính thức để cho biết lý do, thì cho biết rằng là nhà cầm quyền Việt Nam đã và áp lực để yêu cầu không có được cho tổ chức cuộc họp báo này. Thì đấy cái điều là một điều rất rõ ràng là nhà nước Việt Nam đã cấm không những là cái tự do ngôn luận tại Việt Nam mà còn tự do ngôn luận tại các nước láng giềng của Việt Nam.
Thưa là cá nhân là một người bị trực tiếp ảnh hưởng đó thì ông suy nghĩ như thế nào về chuyện này ạ? Thì tôi thấy nhà nước Việt Nam đã làm một cái việc hết sức sai lầm. Thứ nhất là cho đến nay thì nhà nước Việt Nam luôn luôn tuyên bố là tôn trọng nhân quyền, không đàn áp tôn giáo, và đặc biệt Việt Nam trong năm nay là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Mà các quốc gia Đông ASEAN thì năm ngoái đã ra một cái cơ cấu mới có tên là cái Ủy hội Liên Chính phủ về Nhân quyền. Thì tất nhiên là Việt Nam đang đóng một cái vai trò nhân quyền cho nước mình và cho 10 nước ở ASEAN. Mà bây giờ lại cấm chúng tôi để nói lên cái tiếng nói của nhân quyền thì tôi thấy đây là một cái điều vi phạm những cái công ước quốc tế, và đối với tình nghĩa con người thì nó không đúng gì cả, bởi vì cái bản báo cáo của chúng tôi đó thì chỉ quy tập trên những cái luật pháp quốc tế về vấn đề nhân quyền, và thứ hai chúng tôi chỉ lấy những cái tin tức mà do các báo chí của Việt Nam viết ra. Thưa là ngoài chuyện mà ông không được phép nhập cảnh đó thì cái cuộc họp báo như ông nói thì cũng đã bị hủy đó. Ông nghĩ sao về cái phản ứng của Thái Lan ạ trong vụ này? Chúng tôi đã ra một cái thông cáo chung tố cáo về cái sự kiện. Trước nhất là nhà cầm quyền Hà Nội đã áp lực không cho chúng tôi được tự do ngôn luận. Và thứ hai là nhà cầm quyền Thái Lan đã vi phạm vào cái tuyên ngôn Liên Hợp Quốc bảo vệ những người đấu tranh cho tự do tôn giáo. Vừa rồi là ông Võ Văn Ái từ Paris. Quý vị cũng có thể nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn dài trên trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ bbcvietnamese.com. Chính phủ Việt Nam thì chưa có tuyên bố gì về vụ việc này. Không những đối xử tàn tệ, thiếu văn hóa với người Việt cùng giống qua việc ngăn cấm ông Võ Văn Ái đến Thái Lan họp báo, mà đối với người Tây Phương Hà Nội cũng chẳng xem ra gì, một thái độ tiêu biểu cho tính chất côn đồ của Đảng Cộng sản. Trường hợp đã xảy ra cho hai nhân viên thuộc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đi Hà Nội tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN tại Hà Nội. Xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn bà Isabel Brache trên đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, hai nhân viên thuộc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã bị chính quyền Việt Nam ngăn chặn, không cho vào tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 6 tổ chức tại Hà Nội. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là tổ chức nhân quyền quốc tế kỳ cựu, có 164 tổ chức quốc gia thành viên trên năm châu. Ra đời tại Paris năm 1922, là tổ chức từng bênh vực phá án tử hình cho cụ Phan Bội Châu và giải thoát cụ Phan Chu Trinh ra khỏi nhà tù Côn Đảo. Để tìm hiểu sự việc, thông tín viên Ỷ Lan Ban Việt ngữ đài chúng tôi phỏng vấn giám đốc văn phòng Á Châu của liên đoàn này là bà Isabel Brache. Mời quý thính giả theo dõi với phần chuyển ngữ do Khánh An trình bày. Xin chào bà Isabel Brache, là giám đốc văn phòng Á Châu của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, International Federation of Human Rights. Bà dự tính đi Hà Nội tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN. Xin bà cho biết việc gì ngăn cấm bà lên đường? Eh bien, écoutez, avec un collègue, nous devions effectivement assister à cette réunion. C'est pour nous pas la première édition. Nous avons participé précédemment aux réunions du Forum des peuples de l'ASEAN. C'est un endroit très important pour discuter avec la Việc thế này, tôi và một cộng sự thuộc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền dự tính đi Hà Nội tham dự diễn đàn này. Đây không phải là lần đầu tiên. Trước đây, tại các nước thành viên ASEAN khác, chúng tôi đã đến tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN, tổ chức song song với Thượng đỉnh Chính phủ ASEAN. Diễn đàn này quan trọng vì là nơi các xã hội dân sự thuộc tất cả các quốc gia trong khu vực không ngại thách thức trên hai lĩnh vực nhân quyền và phát triển môi trường. Do đó, chúng tôi đã tiếp xúc với Đại sứ quán Việt Nam tại Paris hỏi các thể thức nhập cảnh. Sứ quán đề nghị chúng tôi nên xin chiếu kháng du lịch. Chúng tôi y hành làm theo và nêu rõ mục tiêu của chúng tôi đến tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN và cũng nêu rõ chức vụ tôi là Giám đốc Á Châu sự vụ của FIDS. Tôi đã được cấp chiếu khám vào Việt Nam dễ dàng. Sau đó là sự kiện chúng tôi cùng với thành viên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam công khai hóa bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Bản báo cáo đã gây sôi động truyền thông báo chí thế giới, đặc biệt là tại Đông Nam Á. Liền sau sự kiện này, Sứ quán Việt Nam ở Paris điện thoại cho tôi hôm thứ Hai, yêu cầu tôi đến Sứ quán, mang theo thông hành. Đáp lời, tôi đến Sứ quán, nhân viên tiếp tôi cầm thông hành của tôi và nói rằng tôi không thể tham dự hội nghị vì cần có một loại chiếu kháng khác, qua đó phải được thư mời của Việt Nam với sự chấp thuận của Bộ Nhập cư Việt Nam.
Nói xong, ông ta mở thông hành của tôi, xé tờ chiếu khán nhập cảnh, rồi trả lại tôi thông hành. Đồng thời bắt tôi ký vào hai biên lai ghi nhận số tiền đã trả chiếu khán. Khi tôi xin người thu ngân ở sứ quán một bản sao biên lai có chữ ký của tôi, người này nói không hiểu tiếng Pháp. Tôi hỏi có hiểu tiếng Anh không? Cũng đáp không. Thế là tôi chẳng có một bằng chứng gì về việc sứ quán xé chiếu khán đi Việt Nam trong thông hành của tôi. Chúng tôi nghe rằng bà và một người nữa, đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, đến Hà Nội phó hội do lời mời của ban tổ chức. Nhưng sau đó, ban tổ chức lại viết thư yêu cầu bà đừng đến. Việc này ra sao thưa bà? En effet, donc ce qui est assez ironique, c'est qu'à l'ambassade du Vietnam, ils nous ont dit qu'il fallait que ce soit les organisateurs de la conférence de la société civile au Vietnam qui nous invitent. Đúng vậy, điều khôi hài là ở sứ quán Việt Nam tại Paris, người ta bảo phải có thư mời của ban tổ chức thuộc Xã hội Dân sự Việt Nam, và chúng tôi đã ghi danh từ nhiều tuần lễ trước. Theo lẽ, chúng tôi đã nhận được thư mời sau khi đăng ký như mọi tổ chức phi chính phủ khác. Nhưng cần hiểu rằng, những thành viên trong ban tổ chức nằm dưới sự điều khiển của nhà cầm quyền Việt Nam, nghĩa là những tổ chức nhân dân liên hiệp với chính quyền, chả có quyền hành gì. Thế là chúng tôi chẳng có thư mời, và hôm thứ Ba, hai ngày trước đây, hai chúng tôi cùng nhận được thư của ban tổ chức cho biết hội trường không có đủ chỗ cho hai chúng tôi, và dù sao đi nữa, ở trường hợp chúng tôi, ban tổ chức quan ngại cho việc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền có một tổ chức thành viên, cái gọi là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là tổ chức chỉ huy đủ thứ hoạt động khiêu khích, phá hoại quốc gia Việt Nam, chứ không phải là tổ chức bên vực thực sự cho nhân quyền như chúng khẳng định. Và vì sự kiện chúng tôi ủng hộ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nên tuyệt đối Việt Nam không hoan nghênh sự có mặt của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Hà Nội. Một sự trả lời minh bạch, thế là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, không riêng chuyện thông hành của tôi bị xé, một thông hành của một công dân châu Âu, mà hơn thế, Việt Nam không ưa chúng tôi có mặt ở Việt Nam. Chúng tôi lấy làm tiếc, phải hủy bỏ chuyến đi. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là tổ chức nhân quyền kỳ cựu và có hoạt động tích cực thông qua 164 tổ chức quốc gia thành viên khắp thế giới mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là một. Xin bà cho một lời bình luận về các sự biến vừa qua. Pour nous, c'est vraiment regrettable parce que l'esprit dans lequel nous avons travaillé avec le Comité Vietnam pour la défense des droits de l'homme, c'était vraiment de rédiger un rapport qui se fonde sur le droit international. Với chúng tôi, thật vô cùng đáng tiếc, bởi vì tinh thần cộng tác giữa chúng tôi với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam chỉ nhắm việc hoàn thành một bản báo cáo dựa vào luật nhân quyền quốc tế, dựa vào các lời khuyến thỉnh thuộc các cơ cấu nằm trong Liên Hiệp Quốc, bao gồm những chuyên gia độc lập, không bên ai bỏ ai, là những nguồn đáng tin cậy. Chúng tôi đã thực sự viết bản báo cáo về tình trạng nhân quyền Việt Nam với mong mỏi được nhà cầm quyền Việt Nam vui lòng đón nhận như những cơ sở cơ bản khởi đầu cho cuộc đối thoại nhằm trao đổi các phương cách cải tiến nhân quyền tại Việt Nam trong thực tiễn. Chẳng có quốc gia nào hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là chấp nhận đối thoại để cải thiện. Như thường lệ, khi có vấn đề liên quan đến Việt Nam, chúng tôi đã gửi đến Sứ quán Việt Nam tại Paris bản báo cáo này, tức bản báo cáo có tên Việt Nam từ viễn mơ đến thực tế, nhân quyền Việt Nam dưới quyền chủ tọa của ASEAN. Nhưng Sứ quán Việt Nam tại Paris luôn giữ thái độ bác bỏ, nghĩa là không thể nào còn thảo luận với nhau trên lĩnh vực nhân quyền. Sự thực là, chúng tôi từng làm việc với nhiều quốc gia trên thế giới, đã có nhiều trường hợp vô cùng phức tạp mà chúng tôi theo dõi. Điều đáng tiếc là khi không thể bắt nhịp cầu đối thoại với nhà cầm quyền, đây là điều xấu nhất có thể xảy ra. Bất hạnh thay, chuyện này đã xảy ra với Việt Nam. Xin cảm ơn bà Isabelle Brache, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chung.